Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh đang ở Florida và ngay tại vùng mà bão sắp tới. Bạn coi bãi biển bây giờ nó êm lặng như vậy nha. Trong 3 tiếng đồng hồ sau thì là bão sẽ tới vùng biển Florida. Bạn thân mến, hôm nay ngày thứ ba, chiều thứ ba, ngày 3 tháng 9, tổng thống đốc Florida, South Carolina, Georgia đã ra lệnh di tản những thành phố ven vùng biển, thì bắt đầu người ta chuẩn bị để đi di tản. Trước cách đây 3 ngày là ai cũng đã chuẩn bị là mua xăng, là xếp áo quần chuẩn bị để di tản, chờ cho tới khi nào lệnh evacuation thì họ đi. Trước khi đi thì họ đã lấy bao cát để mà chặn nước ở nhà, họ đã gắn những miếng gỗ để bảo vệ cửa sổ, thành ra khi nào họ đi thì họ rất yên tâm. Thì khi đi như vậy á bạn, thì chính quyền sẽ cho bạn biết là bạn chỗ nào thì đi tới chỗ nào, để mà không có di tản hỗn loạn, rất là quy củ. Gió quá bạn, gió thổi nhiều quá. Cái vùng của chỗ kia tất thì là thống đốc đã ban lệnh di tản những người sống dọc theo dòng biển, nhưng mà chỗ của mình thì là bão nó không qua tới, để bão nó còn tới thì nó quẹo, họ đoán là sẽ quẹo về phương bắc, thì cái vùng của mình là không có bị ảnh hưởng, chỉ có bị gió với mưa thôi. Thì chính phủ bảo là những người có nhà mà ở dưới thấp á, mà không phải ở gần biển á, thì chính phủ cho bao cát để mà chặn trước nhà cho nước nó khỏi vô nhà. Chính phủ cho cát, rồi chính phủ cho bao, rồi tự mình mới tới thì mình sắp cát, mình sẽ cho bạn xem cái hình ảnh đó. Bây giờ là mình đứng mình livestream trên cái ban training của mình, để bắt đầu gió thổi nhiều các bạn. Gió là thổi nhiều nhưng mà mình không có bị di tản. Thì ở bên Mỹ là di tản là sao, thì những cái vùng ở phía xa chút có bắt người ta nhắm là bão sẽ tới, là dòng biển là sẽ di tản, tại họ sợ là bị nước nó dâng lên, nó trào vào nhà, nó tàn phá nhà, cho nên người ta phải đi di tản. Thì trước đây 4 ngày là chính phủ đã ra tỉnh là không biết vùng nào bị di tản, mà tất cả mọi người phải chuẩn bị. Thì là mình phải chuẩn bị đồ ăn khô, mình phải chuẩn bị xăng, đổ xăng xe, thêm một cái bình xăng nữa để trữ xe, mình phải sắp đặt áo quần trong cái vali sẵn, giấy tờ quan trọng thì mình để sẵn trong vali, có gì mình xách đi. Rồi mình phải có một chút xíu tiền mặt, tiền 10 đô, tiền 20 đô để mà nếu đi dọc đường mà những cái chỗ siêu thị này kia phải mua đồ mà người ta bị tắt điện, người ta không có trả, không có tính theo tiền credit card được, thì mình có tiền mình mua ổ mì mình ăn. Thì đó là mình đã chuẩn bị hết rồi ha. Mình chuẩn bị hết đồ ăn cho con mèo, phải chuẩn bị cho 1 tháng, thuốc thang của mình nên là mình cũng chuẩn bị. Trong những chiếc thang bắt đầu gió thổi á, mới dựng cái tóc. Thì cái bây giờ thì từ cái khúc phía north của Florida và North Carolina, một khúc của Georgia là được lệnh chính thức là bắt đầu phải di tản, bắt đầu bữa nay là đã bắt đầu bây giờ là phải rời khỏi nhà. Thì là trên đường xa lộ, một những xa lộ đã được chuyển thành lòng đường 1 chiều thay xa lộ 2 chiều, thành đường 1 chiều để người ta cùng đi. Thì hỏi cái evacuation vậy là mình đi đâu, thì mình đã chuẩn bị lệnh evacuation. Thì mình nếu mà đi hướng này thì mình có nhà cho mướn, nhưng mà hướng này là mình ở đỡ, đi hướng kia thì mình có nhà bạn bè ở đỡ, đi hướng nọ thì mình có đã có reserve khách sạn á. Rồi có những cái vùng mà người Mỹ nó quen đó, việc cái gì mà chuyện mà phải đi các bạn, thì họ cất những trường học, những nhà thương đó rất là vững chắc. Thì là tùy chỗ, nếu có thể được thì là người tị nạn bảo vào ngồi trong cái trường học để con bảo đi qua. Thì tức là những trường học bây giờ đó đã bắt đầu từ 2-3 ngày sau, hồi trước rồi, hồi nó còn ngoài biển á, lại biết là category 4 hay 5 á, bão số 4 số 5 á, thì họ bên đây họ đã chuẩn bị là họ đã
kêu là emergency situation thì thống đốc ra lệnh là thành là lệnh khẩn cấp, tức là cho lệnh khẩn cấp thì thống đốc được kêu quân đội tới đem nước, đem đồ ăn sắp đặt hết để mà chuẩn bị để mà cứu những người lúc bão. Thì khi mà biểu mình đi là mình phải đi nha bạn, không có ở nè ở đây. Tại khi mình đi á, khi biểu đi là ai cũng đi hết, là chỉ có quân đội và cảnh sát ở đây thôi, nhưng mà cũng là cứu thương. Nhưng mà cứu thương đó khi mà bão lớn á, mà gió thổi thì họ không có ra cứu mình, nên lỡ mà không đi bởi nhà mà lỡ nhà sập nó bị thương nặng này kia đó, là không ai tới cứu hết. Thành ra tất cả mọi người phải đi, mình nói chỗ phải đi, nhưng mà giờ chính phủ nói chỗ mình không phải chỗ không phải đi, không phải evacuation, sao mình không có đi. Chứ mình cũng đã chuẩn bị hết tất cả rồi các bạn. Thì ở đây là trong mình ở đây 30 năm rồi, là năm nào cũng bắt đầu từ tháng này cho đến cuối tháng 11 là lúc nào cũng có bão tại biển. Cái biển ngoài nó nóng quá, sức nóng nó bốc lên trời, nó thành lốc rồi thành bão. Thành ra mình năm nào cũng bị hết á. Thì hồi ai đây ở đây cũng phải có đóng bảo hiểm. Rồi nếu mà nhà bị hư bị sập thì bảo hiểm nó đền. Còn những người nào họ nghèo hay là họ đã không đã sợ trả hết tiền của chính phủ rồi, họ không có tiền thì họ trả tiền bảo hiểm thì là chính phủ giúp đỡ. Thì cái kỳ năm hai năm vừa rồi có một bão thử tới đây, có mấy cái khu nhà đó là bị tróc cái mái đó bạn. Thì chính phủ cho người tới coi giá bao nhiêu, chính phủ cho tiền để làm lại mái. Còn có nhiều người nhà mà sập nặng quá mà phải sửa lâu, phải sửa 2-3 tháng á, thì chính phủ cho tiền mướn cái home, mobile home, là cái nhà mà nhà cái xe bự, nó có nhà, nó có giờ phòng ngủ này kia đó, thì để trước cái sân nhà của họ để họ tiếp tục, họ có cho họ ở, họ ngủ ăn ngủ cho đến khi làm xong cái nhà. Thành ra không có gì lo sợ hết á. Bảo đây là có người ta đã báo trước rồi, từ ngoài xa người ta báo trước rồi, chính phủ đã chuẩn bị để cho mà đi, nếu mà phải di tản phải di tản, còn nếu mà phải nếu mà không di tản xa thì đã có trường học, có nhà thương là cất vững chắc lắm, có quân đội đứng kế bên để mà bảo vệ ha. Tại vì nếu mà có chuyện bất trắc thì cứu quả cảnh sát không đủ sức để mà cứu dân đó, như cái nhà sập nhiều người bị thương này kia đó, hay là bị lụt đó, thì là quân đội đã đứng sẵn, họ đã bắt đầu đem xe vô tới quân sự đây rồi các bạn. Thì đó là mình cập nhật về chuyện bão. Thì ở Mỹ á, mình nghĩ là Việt Nam cũng vậy ha, chỗ gần biển á, thì có bão, chỗ tuyết thì có bão tuyết, chỗ trong vùng xa xôi thì có cháy rừng, có gió lốc. Mà cái gió lốc thì nó còn kinh khủng nữa, tại vì gió lốc là không đoán trước được bạn, không thấy nó tự nhiên nó thành cái gió lốc, cái là người ta bấm chuông báo động trên toàn cái vùng đó, là phải chạy xuống dưới cái hầm nhà. Thì những nhà mà dùng có gió lốc hồi mình đi North Dakota đó, thì sau Dakota nó cũng có gió lốc bất tử vậy đó, thì nhà nào đó họ cũng có đào cái hầm hoặc là trong nhà họ hay là ngoài ruộng vậy đó. Thì hãy mà nghe có báo động mà điện thoại nó báo lên vậy là gió lốc á, thì họ chạy xuống dưới cái hầm, họ trốn cho đến khi mà dốc lá dốc đi qua, tại mình ở dưới hầm thì nó không có thổi mình đi. Còn nếu mà nửa chừng mình đang đi xe đó thì mình phải chạy tới cái nào mà dưới gầm cầu thì mình núp vô, chứ mình để mình mà đứng ở giữa đường đó là nó bốc mình lên, nó thổi mình quay, con bò nó còn bốc được bạn biết không. Nhưng mà chính phủ lúc nào cũng chăm sóc cho dân, cũng lo lắng là chuẩn bị hết á. Thì giờ đây là mình không có lo sợ gì hết. Nếu mà nước mà nó dâng lên cao nhiều thì là mình ở trên lầu cao đó, thì mà cái này chung cư cao cấp vững chắc lắm, cửa kính không bể, rồi mình có cái màn sắt mình kéo qua nữa thì mình không có sợ nữa. Mà thấy cái đằng sau lưng mình, cửa sổ mình là cái này là cái màn sắt này, thấy không? Cái nào khi nào bảo tới mình kéo qua mình đóng lại thôi, mình không có sợ bị bể kính. Còn những nhà trẻ thì người ta hoặc là người ta có màn sắt, hoặc là người ta lấy những cái miếng gỗ bự đó họ ấp lên cái tường, đóng đinh vô, thì là bắt từ mấy ngày nay là người ta đã mua, ai cũng tới Home Depot chỗ bán vật dụng xây dựng là mua cái đó hết rồi, có rồi mua rồi đó, thì qua thì là phải để hết cơn bão thì tháo ra, thì chờ cho đến ba tháng, trong 3 tháng đó là cũng còn mà 7-8 cơn bão tới nữa hả bạn. Thì là ở đây người ta quen vậy rồi,
rồi cần rồi mình có cái generator đó, cái mà để làm đại điện á. Mà công chung cư mình thì nó có điện sẵn rồi, nó có cái tôi bự lắm đó, là mình nếu mất điện ngoài thì bên này cũng có, mình cũng có chút điện xài đây, là không có đủ điện để xài tủ lạnh này kia, nhưng mà cũng xài để có ánh sáng. Còn tủ lạnh á thì mình đem mấy cái chai nước bự đó mình bỏ trong cái chỗ mà tủ lạnh đông đá, cái mình để nó đông đá rồi, mình đông đá đông rồi nó cứng bự thì cái mình để trong cái tủ lạnh mình để có cúp điện thì mình cũng tủ lạnh mình nó cũng lạnh được 2-3 ngày, tức là mình chuẩn bị hết á, rồi mình nấu nồi cơm to, rồi mình nấu nồi cơm nấu một kho một nồi thịt với lại trứng đó, để mà có cái gì ăn cơm với trứng ha. Anh chồng anh thích ăn pasta thì mình nấu pasta một nồi bự gì nè, rồi bỏ thêm vô mấy cái miếng thịt này kia đó thì để mà có gì lấy từ từ ăn. Bánh mì thì cũng có ăn bánh mì thì mình đã chuẩn bị hết rồi. Các bạn đừng có lo, mình sao nếu mình mất mạng 1-2 ngày thì chuyện đó không có chuyện quan trọng. Mình chỉ thương mấy người mà ở Bahamas á, là người ta nói là 13.000 cái căn nhà ở Bahamas là bị lụt ngập tích luôn ha. Người chạy không kịp, cái Bahamas chạy đâu giờ, bạn nói là cái đảo, thành ra hãy bão lên thì nước nó dâng lên cùng dòng hết đảo rồi. Chứ mấy người ở tuốt ở trong cái giữa đảo á, thì còn quả may còn không bị lụt, còn chung quanh còn ở chung quanh á là bị lụt hết á. Thì có mình nó TV nó còn nó nói có người còn trên mạng của họ còn nghe được tiếng người kêu là cứu tôi, bây giờ làm sao mà cứu, giờ gió bão nó ngay tại đó đâu ai cứu được, giờ bây giờ là bão đang nằm ở Bahamas thì chắc chừng 3-4 tiếng đồng hồ nó mới vô tới đây. Bởi vậy là ở đây nó là bắt ai cũng phải bắt đóng bảo hiểm hết, nhà to thì đóng bảo hiểm to, nhà nhỏ đóng bảo hiểm nhỏ, để mà lỡ mà bị bão á thì cái ông tổng thống Trump có một cái biệt thự to lắm là Mar-a-Lago đó, thì ông cũng lo lắm. Ở Palm Beach thì nó là Palm Beach thì sẽ có bị bão, nhưng mà bây giờ cũng hên cái là bão nó từ số 5 nó xuống được tới xuống số gần nó là 3, nhưng mà nó cũng gần tới số 2 rồi, thành ra cũng đỡ. Hy vọng là khi nào nó tới đây rồi thì nó sẽ xuống tới số 2, thì sức gió nó mạnh, nó ít mạnh hơn thì nó không có bị tàn phá nhiều. Những anh chị em nào mà trong vùng gần đây là mình chúc cho các bạn bình an ha. Nhớ hay em gió lên ở trong nhà nha, đừng ra ngoài đường. Mình sẽ cập nhật cho các bạn. Chào các bạn. Bye bye.